À, vâng, cơ sở mong em lại xin được gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đang theo dõi video của shop em ngày hôm nay. À, đặc biệt là các bác đam mê yêu thích bộ môn nuôi ong mật trên mọi miền Tổ quốc nhé. À, ngày hôm nay thì cơ sở mong em thì rất là vui có một bác khách ở trên Võ Nhai Thái Nguyên để các bác xuống là cái trước tiên là tham khảo hàng, cái thứ hai nữa là bác đã lựa chọn để cái thùng nuôi về để chuẩn bị là bắt ong giống và để nuôi. Thì cơ sở mong em ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang chuyên cung cấp phục vụ bác các cái vật tư nuôi ong mật, từ cái nhỏ nhất như là cái kim di trùng, dọ nhốt chúa, hay là cái mỏ hàn, đấy, cho đến những cái vật tư to như là thùng nuôi, cầu nuôi, hay là thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu, e-lock, mẫu mới hàng hàn của năm 2023 các bác nhé, bên em đều có. Nói chung là về vật tư nuôi ong để mà kể ra thì nó rất là nhiều vật tư. Các bác nào đã là trong nghề thì các bác biết, hoặc là các bác nào chưa biết thì có thể kết nối với em qua số điện thoại trên màn hình của video để em được tư vấn cho các bác kỹ hơn, cũng như là gửi hàng cho các bác nhé. Và bên em thì luôn nhận ship post COD toàn quốc qua đường bưu điện, nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu các bác nào mà có nhu cầu thì cứ kết nối với em để đặt hàng, không có ngại các bác nhé. Thế còn trước khi các bác đặt hàng thì cũng lên tham khảo thật kỹ xem em lông mong là ai, em bán hàng như thế nào, để tránh cái trường hợp là gửi hàng đến nơi mà các bác không nhận hàng thì nói thật với các bác là như thế là không tốt các bác nhé, làm khổ người khác là không tốt đó. Thì tiện đây em giới thiệu tới bác về cái sản phẩm thùng nuôi ong gỗ gạo bán liền bên em này. Thùng bên em là toàn bộ là bán liền hết. Trước đây em có bán cái bán ghép, nhưng mà qua một thời gian bán hàng ý là em thấy là các bác phản hồi là nó hay bị cong vênh, đấy là em không bán hàng về cái hàng gỗ bán ghép nữa. Toàn bộ bên em là gỗ gạo các bác nhé. Đấy, quy trình sản xuất như thế nào em có đăng tải hết lên trên kênh. Với cái thùng gỗ gạo bán liền chỉ duy nhất là đáy của nó đáy ghép để nó thoát nước các bác nhé. Nhưng mà bên em thì thợ cũng ghép rất là chuẩn rồi. Đấy, ghép chuẩn lắm rồi các bác nhé, bác yên tâm này. Đó. Và ở đằng sau thì có cửa để các bác có thể là mở ra để cho ong nó thông thoáng về mùa hè, và các bác vận chuyển cái đàn ong khi mà đóng cái cửa thùng ấy là nó sẽ không bị chết ngạt. Và cái cửa thùng ở bên em thì vẫn thiết kế là cửa tháo ra tháo vào được các bác nhé. Cửa này các bác chỉ cần quay ngược lại này. Đấy, như này các bác vận chuyển đi là nó sẽ ong không ra được, và mở cửa sổ ra nhé. Và bên em là đóng thủ công. Đóng thủ công thì luôn có độ check để nó có độ mút gỗ, cái chất lượng gỗ tốt này, cộng với cả cái kỹ thuật của thợ đóng ấy, là thợ lành nghề rồi, lâu năm rồi, thì cái chất lượng của thùng ong ở cơ sở bên em thì rất là bền các bác nhé. Ấn tiện ngày hôm nay thì em quay lên giới thiệu tới các bác. Nếu các bác nào mà tham khảo thì các bác có thể là kết nối với em. Đó, và em đang mong thì ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang chuyên cung cấp phục vụ bác các cái vật tư nuôi ong mật trên toàn quốc. Các bác có nhu cầu thì ủng hộ em qua số điện thoại trên màn hình của video các bác nhé. Và các bác xem video thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, bật nút chuông và để lại bình luận để em có thể nắm bắt được cái phản hồi của các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.